Ông đâu? Ông đâu? Ông đâu kìa? Đây này, ra nhặt rau cho cụ này. Nó chạy nó nấp ông. Ra ông chụp ảnh nè. Ông đi tàu. À đi đấy, có con bé nó cũng người, thằng bé này nó người gầy cạnh anh đi chụp. Mang ra giá nó. Chụp nó làm phết. Mang ra kia để nấu ăn. Đấy, mang ra đây. Đây, nó đứng đây. Nào, đứng lên. Ra đây. Úi giời, giỏi quá. Úi giời, ôi trời. Đó, vào đây. Hẹn bỏ đây, đứng lên nhé. Vào đây. Đây nấu canh nha. Là gì đấy, chúng ta bày hết ra của cú kìa. Trong một trâu chơi. Cái đầu ý này toàn bầm. Xào đĩa tướng. Bỏ vào, hút vào vào đây. Hãy úi giời ơi, ta nói. Càng khỏi người vò. Bây giờ mà đụng vào nó khóc. Nhưng mà giờ dặn đấy. Cái này nó có lông mà. Không, đấy. Bỏ vào đây cho cụ. Đấy, bỏ vào rồi. Bà tỉa sẽ cứ đi tức tức cái này bán kiếm mấy hào, mấy nghìn. Chẳng đời. Lúc chết chồng vó này chẳng ăn cái gì. Và sau bà có tiền mà bà không ăn, tôi chẳng có tiền cũng cứ ăn. Bà chẳng có tiền. Có tiền cứ để. Ồ. Cứ xếp vào đấy chồng vó đấy thì chẳng làm gì. Chồng và con thì tế lễ đinh đình lên. Bà tị chỗ phó chính đấy hả? Bà ở trên Tứ Liên chứ. Bà ngày xưa bà thương cô lắm. Bà cứ đi lấy nước gạo đấy hả? Ừ, thương lắm. Cho vay tiền ra. Nhịn mình thì nhịn đấy, nhưng mà cho bạn vay tiền nhưng mà không bao giờ đòi. Giả nợ thì bảo là thôi cứ ăn đi, bây giờ giả này lấy tiền là tiêu. Rồi lại vay à? Lại vay à? Thương lắm. Bà chết tự nhiên mà. Nên làm bãi làm bờ trong là chết tự tử. Chả chịu ăn cho bố mình. Đi làm về chứ dầu với lại nước nọc. Và thế là sống rõ rồi. Nè Ốc ơi, dạ, ông nhặt gọi. Nhặt vào cho cụ kìa. Ông gọi đây. Dạ. Úi dồi, hôm qua ông không biết thôi. Hôm qua thì biết ai gọi mà nói. Nó đang ngồi trên cái ghế mà nó cứ chõ mồm mà nó dạo một cười. Chia sõi mà. Tức là người ta gọi mình. Ông đâu? Đấy, đổ hết ra rồi.